Thưa quý vị, khi mà theo dõi những hình ảnh mà quý vị vừa được nhìn thấy trên màn hình cũng như là được nhìn ngắm trực tiếp tại đây với những chùm quả rất là to, sai, mọng và đang ở độ chín với màu vàng rất là đẹp mắt như thế này thì tôi tin chắc chắn rằng quý vị đang nghĩ rằng đây là những quả cam đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự thì không phải như vậy, đây là những quả chanh và trung bình mỗi quả thì nặng từ 200 đến 250 gram một quả. Và không biết được rằng đây là loại chanh gì mà lại độc đáo đến vậy và chúng được canh tác như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Nhà Nông Tin Dùng ngày hôm nay nhé. Chanh vàng Mỹ hay còn gọi là chanh Tây có vỏ quả chanh màu vàng tươi đẹp, rất phù hợp cho việc trang trí thức ăn, cây cho trái rất sai, quả to, vỏ chanh dày, nhiều tinh dầu thơm nhưng không đắng. Quả chanh có tác dụng chống độc, làm giảm thương tổn gan, bảo vệ chức năng gan. Điều này giúp cho hệ tiêu hóa của cơ thể hoạt động tốt. Nắm bắt được lợi thế đó, anh Nguyễn Hữu Hà tại Khoái Châu, Hưng Yên đã mang giống chanh này về trồng. Với những ưu điểm vượt trội, cây khỏe, cho quả quanh năm, quả to, mẫu mã đẹp, lại được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, theo hướng hữu cơ, bảo đảm năng suất, chất lượng. Chính vì vậy, từ mới lạ, chanh vàng Mỹ đã dần được thị trường đón nhận. Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng chanh làm gia vị, phục vụ chế biến, anh Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã quyết định khởi nghiệp với loại cây này từ cách đây gần 10 năm. Anh bắt đầu tìm tòi, nhân giống và trồng chanh tứ quý, một giống chanh nhập từ Úc. Nhận thấy đây là nhóm cây trồng có sức kháng bệnh tốt và những tiềm năng của thị trường, anh Hà tiếp tục phát triển thêm giống chanh nhập ngoại mới. Khi mà em đến đây thì em rất là tò mò, không biết là quả chanh gì mà lại to như vậy anh Hà. Lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy quả chanh to như thế này ở tại vườn. Đây là giống chanh vàng Mỹ, được nhập khẩu hoàn toàn ở Mỹ về trồng. Cái nhìn đầu tiên trước khi về làm nông nghiệp là tôi đã hiểu được rằng là xu hướng sử dụng chung của thế giới là gia vị. Việt Nam chúng ta là một dải đất màu mỡ rất là tốt, trồng cây có múi rất là nhiều, nhưng lại không thấy có ai phát triển cây gia vị để xuất khẩu đi toàn thế giới. Bởi vậy thì tôi đã mày mò và tìm hiểu giống chanh vàng Mỹ này và phát triển đến nay đã được 5 năm rưỡi và đã được thu trái đến 2-3 năm nay rồi. Chanh vàng Mỹ hay còn gọi là chanh Tây là giống chanh nhập khẩu từ Mỹ, có màu vàng, vị chua nhẹ và mùi thơm rất đặc trưng. Do vậy, khi sử dụng chanh vàng làm nước uống, làm bánh sẽ giảm được vị gắt, chát. Nó ăn được cả vỏ. Vỏ chanh này nó có tinh dầu, vitamin rất là tốt. Ăn vào để kháng viêm, viêm đường hô hấp, viêm họng. Trái chanh này thì được làm chế biến vào rất nhiều thực phẩm. Ví dụ như là thịt lướng này, nước sốt này, uống cốc tai này. Ưu việt của giống chanh này là chúng tôi có thể sấy khô để cho người tiêu dùng được sử dụng làm mứt, làm nước uống hàng ngày. Ăn nó vừa thơm mà cái tép nó lại này vàng mà nó ngon, nó nhiều nước, nó khác với lại cái chanh của mình trồng chanh quê. Thế chị em mới biết là mới hỏi các cháu là nó bảo là đây là chanh Mỹ, chanh vàng. Được trồng cách đây hơn 5 năm, hiện nay gần 20 hecta chanh vàng Mỹ tại trang trại này đã có một phần cho thu hoạch với sản lượng mỗi tháng trên dưới 20 tấn quả. Không chỉ cho năng suất cao, giống chanh vàng Mỹ còn có thể cho trái quanh năm. Cây chắc khỏe, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh hại trên cây có múi, trong đó có bệnh vàng lá gân xanh. Đặc biệt, khi được áp dụng những kỹ thuật trồng và chăm sóc tiên tiến theo hướng hữu cơ, cây càng phát triển bền vững và cho chất lượng quả vượt trội. Tuy rằng là thị trường nó mới mẻ, nhưng mà người dân chúng ta sử dụng cũng rất là khá nhiều. Thay vì là chúng tôi sản xuất theo phương thức truyền thống mà chúng tôi chuyển sang sản xuất theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng đến hóa chất độc hại và truyền tải đến người tiêu dùng một thông điệp rằng là chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe đầu tiên.
Chanh sau khi trồng khoảng hơn 1 năm sẽ cho quả. Năng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh khoảng 50-55 tấn một hecta. Giá bán ổn định và các chuỗi cửa hàng sạch, siêu thị khoảng 50.000 đồng một kg, bán lẻ 90.000 đồng một kg. Có 70% sản phẩm được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc và Lào. Mỗi hecta chanh vàng Mỹ có thể đem lại lợi nhuận 800 triệu đồng một năm. Với kinh nghiệm của mình, anh Hà cho biết có 2 yếu tố giúp cây phát triển bền vững. Thứ nhất là mua được giống thuần chủng, giống chất lượng. Thứ hai là quy trình canh tác thuận tự nhiên, nghĩa là không sử dụng các chất hóa học. Tôi đã được đi trải nghiệm rất nhiều vùng trồng cây có múi. Bị bệnh vàng lá thối rễ rất là nhiều. Do bà con canh tác chưa đúng kỹ thuật, bà con đã sử dụng quá nhiều hóa học, hóa chất độc hại, gây nên ô nhiễm nguồn đất. Vì vậy thì tôi thấy đó và làm bài học rút kinh nghiệm cho mình và tự thay đổi. Và tôi đã hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ. Sau khi mua được giống chanh vàng thuần chủng từ Mỹ, anh Hà tiến hành cho nhân giống đại trà bằng cách ghép chanh trên gốc bưởi. Cây chanh nhờ vậy sẽ phát triển bền khỏe hơn với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Bộ rễ chắc khỏe cũng giúp chúng sinh trưởng tốt hơn, quả sai và chất lượng hơn, thích hợp để áp dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ. Chúng tôi sử dụng là nguồn đất sạch, nguồn phân tái tạo. Ví dụ như cỏ dại thì chúng tôi đưa máy vào nghiền và phun vi sinh lên mặt bề mặt để tạo được đệm lót cho bề mặt. Thứ hai là chúng tôi sử dụng phân chuồng với vi sinh, kích hoạt lấm vi sinh có lợi. 70% là phân chuồng hoai mục và 30% là phân đạm cá và phân đậu tương. Tưới cho cây ăn theo hàng tháng, đó, theo tuổi cây. Chúng tôi làm đi trong cảm thấy là nó an toàn, nó không có cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em chúng tôi làm trong đây cả. Biết là mình làm được ra cái sản phẩm sạch, nó không có phải là nó như là người ta phải phun những cái thuốc ấy. Như đây chúng tôi chỉ có phân hữu cơ với thì sinh học thôi, chứ không có thuốc hóa học. Thay vì phải sử dụng gần 100 nhân công chăm sóc cho diện tích chanh gần 20 hectare, thì tại trang trại, anh Hà chỉ sử dụng thường xuyên 5 nhân công cho việc phụ bón phân, cắt cỏ, phun vi sinh, bởi tất cả công việc còn lại đã có máy móc thực hiện. Không chỉ giúp tăng hiệu quả làm việc, sử dụng máy móc còn giúp anh Hà tiết kiệm 45% chi phí sản xuất, tương đương với khoảng 800 triệu đồng một năm. Giống chanh này, cây tuổi thọ nó rất là bền, nó không bị hỏng cây, đầu tư chi phí trồng thấp, lên rủi ro thấp. Bởi vậy thì cái việc canh tác giống chanh này có đường đi sẽ dài hơn, có thể là xuất khẩu được sang thế giới. Lợi thế đi trước đón đầu, chanh vàng này chúng ta đang phải nhập khẩu về với giá rất đắt. Bởi vậy thì sao nông dân không thay đổi để mà trồng trầu giống chanh này để có cái năng suất và chất lượng. Không chỉ bán quả tươi, chanh vàng Mỹ còn được anh Hà đưa lên 2.000 chậu bonsai để phục vụ nhu cầu trưng Tết của người tiêu dùng. Giá bán mỗi chậu thế này dao động từ 2 triệu cho đến 60 triệu đồng. Ưu điểm của chanh vàng bonsai trồng theo hướng hữu cơ là bền đẹp quanh năm, vừa để trang trí, vừa sử dụng quả tươi. Xu hướng năm nay chanh bonsai thì mọi người có xu hướng chơi nhỏ gọn hơn một chút. Tất cả những dòng cây mà để ban công và để ở nhà chung cư thì là sẽ bán được đắt hàng hơn. Hiện tại thì đã ra được 70% sản lượng Tết của 2021 rồi. Cái lợi thế này của chanh bonsai này là hoa nó ra quanh năm, nên là rất là thơm. Ngoài cái việc là bạn hàng phải đi mua 1kg chanh ở 100.000, nhưng nếu trồng một cây chanh ở nhà thì có thể thưởng thức dần cũng được. Để phục vụ nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu, hiện anh Hà đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Quý để hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chanh. Đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con tại nhiều vùng miền trong cả nước.